Xin chào các khán giả của 23 Creative, mình là Kỳ Anh. Chào mừng các bạn đã đến với một nội dung khá mới và đặc biệt. Trong video này mình muốn cùng với các bạn nhìn lại một điều khá đặc biệt tới từ ESL One Hamburg 2019 vừa qua, và hãy cùng xem điều đó là gì nhé. Giải đấu ESL One Hamburg 2019 vừa kết thúc với chức vô địch thuộc về team TNC Predator. TNC được mời trực tiếp tới thi đấu tại ESL One Hamburg với đội hình gồm Gabi, Amel, K-Phoenix, Teams và March. Với đội hình mới mẻ như vậy nhưng TNC vẫn có thể thi đấu cực kỳ ấn tượng. Điều này cho thấy teamwork cũng như những chiến thuật mới mẻ của họ cực kỳ hiệu quả khi có hai thành viên mới là K-Phoenix và March ở trong đội hình. Tuy nhiên, trong clip này, mình sẽ không thể đi sâu vào phong độ hay lối chơi của toàn team xuyên suốt giải đấu được, mà sẽ chỉ phân tích kỹ hơn về một lượt pick mà TNC thường xuyên sử dụng trong tay Gabi và có được hiệu quả rất lớn, đó chính là Night Stalker. Night Stalker là một hero mà trong các meta gần đây nhất thì nhiều team chỉ sử dụng hắn ở vị trí số 3 như một offlaner hoặc đôi khi là ở vị trí support số 4. Tuy nhiên, TNC gần như 100% sử dụng Night Stalker ở vị trí carry trừ game 3 trận chung kết với Gambit và đạt win rate tới 80%, có 4 trận thắng sau 5 trận đấu sử dụng Night Stalker carry. Vậy hero này có điều gì đặc biệt và TNC đã tận dụng nó như thế nào để có thể có được hiệu quả tới như vậy? Chúng ta sẽ tìm hiểu lợi thế của hero này khi được chơi ở vị trí carry nhé. Đầu tiên, Night Stalker là một hero có stat khởi điểm rất tốt với 660 máu, 4 giáp và 4 HP regen. Dù chạy tương đối chậm với chỉ gần 300 tốc độ di chuyển ở level 1, nhưng với cách chia lên phổ biến ở meta hiện tại là 2-1-2 thì Night Stalker sẽ được bảo kê ở lên và không quá sợ chết. Ngoài ra, nếu gặp những hero khá hiền ở phía bên kia thì Night Stalker hoàn toàn có thể đi solo để hưởng toàn bộ lượng XP. Khi lên level, lượng máu của Night Stalker được tăng lên đáng kể với 60 máu một level. Có thể thấy, với sát tướng châu chó, Night Stalker đã có lợi thế hơn so với các hard carry khi meta này luôn là meta sử dụng những hero đi lên rất khó chịu ở vị trí offlane. Thứ hai, Void là một skill phù hợp để có thể harass địch hoặc last hit những con creep ở lên, đặc biệt là những con creep tay dài. Ở level 1, Gabi hoàn toàn có thể sử dụng tới 3 lần Void để ăn những con creep tay dài từ xa mà không sợ bị deny, không cần phải lao lên quá cao dẫn đến những tình huống bị đối phương setup. Thậm chí trong một vài trường hợp, Void còn có thể được sử dụng để đánh nhau cùng với cả đối phương. Thứ ba, thời điểm phút thứ 5 khi trời tối luôn là thời điểm ác mộng của các carry safe lane khi đây là khoảng thời gian mà tầm nhìn bị giảm xuống. Các thành viên của đối phương sẽ dâng cao để có thể contest rune, ward block cam hoặc smoke để có thể gank carry. Đối với Night Stalker, đây lại là khoảng thời gian mà hắn thích nhất với lợi thế được hưởng từ passive Hunter in the Night. Với việc chỉ đi giày thường boost up speed, có 2 điểm và passive và ở thời điểm phút thứ 5, Night Stalker đã có 425 tốc độ di chuyển. Đây là lượng tốc chạy quá lớn ở phút thứ 5 khi một hero có base MS cao như là Lestrak là 328 ở level 1. Cần phải có tới thêm 3 item nữa là Boost of Speed, Drum of Endurance và Eon Scepter of Divinity thì mới có thể bằng được tốc chạy với Night Stalker. Thứ tư, TNC sẽ thực hiện những tình huống teamfight tự tin hơn cùng Night Stalker vào ban đêm với lợi thế 1800 Night Vision của hero này, kèm cả việc để Night Stalker của Gabi được đi farm. Khi đồng hồ điểm đến phút thứ 10, TNC sẽ chủ động chơi chậm lại và lùi về để Gabi có thể hoàn thành Arcanine Scepter. Điều đó nói ở đây là trong khoảng thời gian từ phút thứ 10 tới phút thứ 15, nếu như team địch muốn shutdown Night Stalker thì đây cũng là một nhiệm vụ rất khó khăn. Như đã thấy, first item của Gabi luôn là Arcanine Scepter và các thành phần của item này cũng giúp Night Stalker cứng cáp hơn rất nhiều. Gabi thường mua Ogre Axe tăng 200 máu và Poi Booster tăng 175 máu và mana. Sau đó tới level 10 sẽ cộng thêm talent 200 máu nữa. Vậy là một con Night Stalker của Gabi ở phút thứ 10 sẽ có xấp xỉ khoảng 1800 HP, 14 giáp và hoàn toàn có thể sử dụng Ultimate Dark Ascension của mình để chạy thoát khỏi bất kỳ cuộc gank nào. Thứ 5, sau bản patch 7.22, Night Stalker được rework lại cơ chế gậy xanh Arcanine Scepter của mình. Từ đó, skill 1 Void của Night Stalker khi được trang bị Arcanine Scepter sẽ tăng thời gian stun từ 0.1 lên 0.6 giây. Cooldown của skill được giảm 2 giây mọi level và Void trở thành một skill có tầm ảnh hưởng lên tới 900 radius. Sau khi có được Arcanine Scepter, thường được timing ở khoảng tầm phút thứ 15 tới phút thứ 17, Gabi sẽ chủ động hơn trong việc vừa farm, vừa push hay vừa tham gia combat. Đặc biệt, khả năng farm của hero này sẽ được đẩy lên cực mạnh với Void được nâng cấp. Hãy xem các ví dụ dưới đây để thấy độ hiệu quả trong cách farm của Gabi. Trouble brewing at Radiant's bottom tower. Radiant's bottom tower ain't a pretty sight right now.
Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng đi theo ý muốn của TNC. Ở game đấu với Quincy Crew, họ đã bị dẫn trước tới 22 và phải tới phút thứ 19 thì Gabby mới có được Arcanine Scepter. Nhưng hãy theo dõi những gì diễn ra sau khi NS cầm được gậy xanh. Quy trình lên item của NS cũng không có gì quá đặc biệt. Nếu như chơi ở vị trí carry như Gabby thì các bạn có thể lên Facebook và Ring of Basilius ở thời điểm đầu game để có thể tăng lượng sát thương cũng như là regen mana. Sau đó sẽ rush thẳng Arcanine Scepter. Sau khi có gậy xanh, có thể tùy chọn Blink để lao vào bắt những hero ở backline của đối phương, hoặc lựa chọn BKB nếu đối phương có nhiều spell giữ chân khó chịu, hoặc là cả hai item này. Cuối cùng, Nullifier, Abyssal Blade hay Heart of Taras sẽ là những lựa chọn hoàn hảo của hero này ở giai đoạn late game. Tóm lại, Night Stalker không phải là một mẫu hero quá dễ chơi và dễ vận dụng. Tuy nhiên, trong một vài trận đấu cụ thể hoặc nếu như rơi vào tay của một team đã thành thục hero này thì nó lại là một cơn ác mộng với lượng máu rất dày, khả năng gây sát thương cực lớn, khả năng kiểm soát vision tốt và quan trọng hơn là sự vô lý của hero này khi sở hữu Arcanine Scepter. Ngoài ra, combo Crippling Fear cộng với Nullifier sẽ biến hero này thành một con Doom nhưng đánh rất nhanh. Mình cũng đã thử test một game bắt trước Gabby xem thế nào và kết quả không tồi đâu. Mình hy vọng clip này sẽ có thể giúp anh em hiểu thêm về hero Night Stalker ở vị trí carry trong tay Gabby. Và nếu như thấy video này bổ ích thì hãy bấm like, share, subscribe và nút chuông thông báo để theo dõi và ủng hộ 23 Creative nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.